Tôi là một tên ngốc, đã trải qua 3 năm trung học mà không hề biết mình đã cướp đi bao nhiêu đồ ăn vặt của bạn cùng bàn. Nhưng tôi chưa bao giờ chú ý đến cô ấy. Lúc đó, cô đã mắc chứng tự kỷ nhẹ. Nhiều năm sau, khi sự nghiệp của tôi đã thành công, tôi tình cờ biết được rằng suốt những năm tháng ấy, cô ấy luôn ở phía sau tôi, hy sinh tất cả để hỗ trợ tôi. Khi tôi quyết định vô tư đến gần cô ấy, cửa thế giới của cô đã đóng kín hoàn toàn, không có tia sáng nào có thể chiếu vào. Tôi đau đớn đến không muốn sống nữa, không thể tha thứ cho bản thân ngày xưa ngây ngô. Nếu có thể có một cơ hội nữa, dù có phải cố gắng hết sức, tôi cũng muốn tạo ra một khe hở trong thế giới của cô ấy. Thế giới của cô ấy không có ánh sáng, vậy thì tôi sẽ tự mình thắp sáng chiếu sáng toàn bộ thế giới của cô ấy. Quả thật là ồn ào quá. Tôi lắc đầu, óc hơi mệt mỏi vì say, mở một mắt nhìn xung quanh. Đây là lớp học, có những bạn cũ quen thuộc, đồng hồ đếm ngược trên bảng. Tôi như nhận ra điều gì đó, đột nhiên bất ngờ, quay đầu nhìn xung quanh, và thật đúng, tôi lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, những đường nét nhỏ nhẹ và e dè của cô ấy, cùng tờ giấy mà anh ấy chuyển đưa một cách cẩn thận. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, rồi mở mắt lần nữa. Cô gái mà tôi luôn tưởng nhớ, trái tim không thể yên bình, lại xuất hiện trước mắt tôi. Điều này không phải là một giấc mơ, tôi đã quay lại năm cuối cùng ở trung học. Tôi nhìn thấy cô bé đứng trước mặt, không kiểm được cảm xúc, thì thầm một câu, Thi Hân, tôi nhớ em quá. Cô gái bị tôi chăm chằm nhìn nên ngay cả một câu như vậy cũng khiến nó trở nên lúng túng. Lời nói của tôi khiến đôi mắt của cô trợn tròn, cô nhanh chóng quét mắt xung quanh và nhận ra không có ai khác nghe thấy. Cô bé mới hơi nhẹ nhõm một chút, thật sự là sợ quá. Tôi nghĩ trong lòng và cố tự bình tâm trước cảm xúc hồi hộp của mình. Tôi cố gắng hiển thị một nụ cười nhẹ. Thi Hân, có phải cậu không nói chuyện với tôi vì cậu không thích tôi không? Không, không phải. Thi Hân, với đôi bàn tay nhỏ bé và đôi mắt lớn long lanh, nhìn tôi với ánh mắt đầy nguy hiểm. Không còn đồ ăn nữa, tôi nhẹ nhàng trả lời, và một góc miệng tôi nhíu lại một cách nhẹ nhàng. Kiếp trước tôi để lại ấn tượng gì cho cô ấy vậy? Tôi nỗ lực kiểm soát bản thân, ngăn chặn cảm giác muốn nắm tay nhỏ của cô để không làm sợ hãi đứa trẻ đang đứng trước mặt. Thi Hân, tôi có một điều quan trọng muốn nói với cậu, cậu có muốn nghe không? Khi thấy tôi đột ngột trở nên nghiêm túc, cô ngờ một lúc, sau đó đồng ý với sự hồi hộp. Đã hết đồ ăn rồi, tên tệ bạch quỷ muốn trêu chọc tôi không hề biết về những suy nghĩ đó của cô ấy, chỉ nghiêm túc nhìn vào và nói từng từ. Tôi muốn cậu làm vợ của tôi, có hiểu không? Bạch Thi Hân như một con nai bị kinh ngạc, ngay lập tức co lại thành một cục nhỏ, đầu cứng nhắc rung động. Cô lắc đầu mạnh mẽ và hạ đầu sâu, như thể đang cố gắng tránh né. Không thể trêu chọc. Tôi làm sao có thể, tôi đang tỏ tình với cậu, cậu không hiểu à? Bạch Thi Hân lắc đầu và nhẹ nhàng lùi về phía sau, chỉ vào ngăn tủ trên bàn và nói, thực sự là hết rồi, không còn đồ ăn đâu. Nhìn vào chú quạ mềm mại này, tôi thấy hài hước, tôi không muốn ăn, tôi chỉ muốn cậu trở thành vợ của tôi sẽ chăm sóc cậu suốt đời, em hiểu chứ? Bạch Thi Hân nhấp nháy đôi mắt to và lại lắc đầu, mặc dù cô ấy có chút sợ xã hội và ít giao tiếp với người khác, nhưng cô ấy không phải người ngốc đâu, cô biết tên xấu xa trước mặt chỉ thích trêu chọc người khác. Bây giờ đồ ngon hết rồi, anh ta lại muốn cô làm vợ. Vậy sau này, anh ta sẽ làm gì? Có phải anh ta sẽ muốn có em bé không? Trái tim của Bạch Thi Hân bất chợt giật mình. Cô nói chuyện không còn lắp bắp nữa. Không được, không thể chống đối được đấy. Cô đã dám phản kháng. Có tiến bộ rồi, tâm trạng của tôi tốt hơn. Tôi vươn tay xoa nhẹ vào đầu cô và nói, không sao, chúng ta sẽ từ từ giải quyết. Chưa ở căng tin trường, tôi không mất nhiều công sức để tìm thấy chỗ kinh doanh nhỏ đang ngồi một mình ở góc. Vào thời điểm này, mặc dù Bạch Thi Hân vẫn chưa mắc chứng sợ xã hội quá nặng, nhưng cô vẫn rất kín đáo, thích ẩn mình xa xa khỏi đám đông, ít khi giao tiếp với người khác. Vợ ơi, sao em chạy nhanh thế? Cố ý tránh chồng à? Động tác ăn của Bạch Thi Hân bỗng dừng lại, nhìn thấy tình hình, cô gái đỏ mặt ngẩng đầu và vội vàng lên tiếng, không phải vụ này đâu. Từ khi tỉnh dậy từ giờ tự học, tôi luôn nghĩ về việc bị lợi dụng, nếu tôi chấp nhận mà không chú ý, thì khó mà giải quyết được. Tôi nhếch mép nhìn cô. Nhìn vào hộp cơm với những đồ ăn hình dáng nhỏ xinh đáng yêu có hình dáng đa dạng, những thứ tinh tế như vậy, chắc chắn không phải của căng tin trường. Tất cả đều do cậu mang theo à? Cậu tự làm chúng à? Bạch Thi Hân nhìn chăm chú và đầu đặc ý mình. Đúng vậy, là do tôi tự làm. Bạch Thi Hân trả lời một cách nghiêm túc, sau khi suy nghĩ một chút cô lại chọn ra một miếng đồ ăn hình con thỏ từ bên trong, đưa đến trước mặt tôi và tôi cười nhận nó một cách hả hê, nuốt luôn từ đầu đến cuối chỉ một hơi. Nhìn vào ánh mắt đầy kỳ vọng của cô, tôi cố ý nhếch mép và nói, không có gì đặc biệt lắm. Thật sao? Khi nghe tôi nói vậy, Bạch Thi Hân nhăn mặt và cầm hộp cơm, quay người đi mà không nhìn tôi. Cô gái nhỏ làm xấu hổ thật đáng yêu. Tôi liếc nhìn cô ấy một cách chăm chú, đôi môi không kìm được cười. Trong khi đó, Hứa Thái đã lâu không cảm nhận được sự sôi động phía sau. Bạch Thi nghiêm tò mò quay đầu một cách âm thầm, không nghĩ rằng lại đối mặt với ánh nhìn trìu mến của tôi. Có chuyện gì vậy? Liệu có định để anh nuôi em à? Bạch Thi Hân ngạc nhiên bởi bất ngờ, không dám đối mặt với ánh nhìn của tôi. Cô ngay lập tức cúi đầu xuống và nhanh chóng nhấp nhô miệng, mấp máy miệng, ăn những chiếc bánh còn lại. Ăn đến chiếc cuối cùng, Bạch Thi Hân do dự một chút, nhìn thấy tôi vẫn đang nhìn mình, cô rụt rè đưa chiếc bánh đến trước mặt tôi. Muốn ăn không? Tôi nhìn vào bàn tay nhỏ của cô đang đưa ra trước mặt tôi. Cuối cùng, tôi không còn kiềm chế được nữa, không mở tay ra nhận mà thay vào đó, mở rộng miệng và ngậm ngùi nhấp miếng bánh mì. À, mình nói đùa thôi. Bạch Thi Hân thực sự hoảng sợ, đầu óc cô ấy đã không thể tổ chức ra một câu nói hoàn chỉnh. Khuôn mặt đáng yêu của cô ấy ngày càng đỏ bừng, cô ta vội vàng thu xếp, quăng lại đồ ăn trên bàn và nhanh chóng bỏ chạy mất. Tôi không vội, bước ra khỏi cửa lớn của nhà ăn, chờ đợi ở một bên. Không lâu sau, hình bóng nhỏ bé kia đi theo sau đám đông, từ từ rời khỏi nhà ăn. Ánh mắt của cô ấy mang theo một chút nghi ngờ, quan sát xung quanh, cho đến khi tìm thấy vị trí mà cô ấy có thể nhìn thấy tôi. Cô ấy mới thở phào nhẹ, mặc dù vẫn còn một chút sợ hãi, nhưng bước chân của cô ấy không do dự, di chuyển về phía tôi. Trên đường về, cô gái giữ đầu hơi cúi xuống như một người vợ nhỏ bị trách móc. Đi theo sau tôi cố ý làm chậm lại bước chân, đi cùng với cô ấy. Được, nhưng không được ngủ trong giờ học. Bạch Thi Hân dũng cảm hơn, nói ra những điều cô ấy đã viết trên tờ giấy buổi sáng. Tôi dừng bước lại, nhẹ nhàng nghiêng đầu. Trong tâm trí tôi, hầu hết giao tiếp giữa chúng ta chỉ có thể qua những tờ giấy nhỏ. Tôi khó lòng tưởng tượng cần bao nhiêu lòng dũng cảm để cô ấy nói ra những lời quan tâm như vậy. Có phải cậu muốn chúng ta cùng nhau vào một trường đại học không? Bạch Thi Hân trợn tròn mắt một chút, rồi nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Không, không phải đâu. Ôi, hóa ra cậu không muốn chúng ta vào cùng một trường. Có lẽ tôi tự nguyện đưa ra kịch bản của mình. Tôi tưởng là... Bạch Thi Hân không ngừng cố gắng, nhưng tôi không nghe thấy gì. Cô ấy trở nên hoảng sợ, nước mắt rơi xuống gần như vì cô ấy lo sợ bản thân đã hiểu lầm. Cô bé vẫn cố gắng giải thích, nhưng vô ích. Đột nhiên, như một ý tưởng nảy ra trong tâm trí cô vụt đút tay vào túi áo mình, và nhanh chóng một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tôi đang ngồi sau lưng cô ấy. Với hành động kỳ lạ, cô đã đưa bàn tay nhỏ ra phía sau tôi, mở lòng bàn tay và xuất hiện một viên kẹo sữa thỏ trắng nhỏ. Gương mặt cô ấy tỏ ra rất vui vẻ, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi, đồng thời biểu hiện ý muốn tôi hãy nhận và thưởng thức viên kẹo ngọt ngào này. Tôi nhận lấy viên kẹo từ tay cô, bóc lớp giấy kẹo và đặt vào miệng. Bạch Thi Hân cuối cùng cũng nhẹ nhõm như giải thoát khi tôi ăn kẹo. Ăn kẹo mang lại niềm vui cho cô ấy như một gánh nặng được giải tỏa.